thể hiện của câu lạc bộ dân vũ thể thao xã Thăng Long, xã Hoa Nam, xã Minh Tân. Xin một tràng pháo tay cổ vũ cho ban đội. Buổi lễ ra mắt câu lạc bộ thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe xã Minh Tân và giao lưu hôm nay, một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn.
Xin chào và hẹn gặp lại.